Hòa Minh Di làm ai nấy xúc động vì tình mẫu tử thiêng liêng với khoảnh khắc ôm con trai bé bỏng vào lòng. Sau khi chia tay thiếu gia Minh Hải, cuộc sống của Hòa Minh Di và con trai là bé Bo nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Có thể thấy nữ ca sĩ lấy lại thăng bằng rất nhanh và bắt đầu những dự án âm nhạc hứa hẹn gây bão thời gian tới. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Hòa Minh Di đăng tải khoảnh khắc cực xúc động về tình mẫu tử. Có thể thấy trong ảnh thần sắc của Hòa Minh Di rất vui vẻ, nữ ca sĩ đính kèm dòng chú thích gây xúc động, mẹ ôm em vào lòng. Tất cả những gì Hòa Minh Di cần bây giờ có lẽ chính là cậu con trai bé nhỏ, vô cùng đáng yêu và tình cảm. Sau hình ảnh cõng con và tuyên bố gánh hết muộn phiền thay con, thì đây là hình ảnh gây bão tiếp theo vì quá xúc động của nữ ca sĩ cùng quý tử. Từ ngày xác nhận rạn nứt với Minh Hải, Hòa Minh Di luôn chứng tỏ sự mạnh mẽ và cứng cỏi trước những chuyện không vui. Bé Bo còn quá bé để cảm nhận được sự chia tay của bố mẹ. Tuy nhiên, cả Hòa Minh Di và chồng cũ đều thống nhất không để con thiệt thòi và chung tay chăm sóc cho con một cách chu đáo nhất. Trên mạng xã hội, bé Bo sở hữu độ phủ sóng lớn với lượng người theo dõi khủng. Con trai Hòa Minh Di cũng là một trong những nhóc tỳ nhà sao Việt được yêu mến nhất hiện nay. Mỗi lần xuất hiện, Bo Thúi đều mang đến những năng lượng vui vẻ tích cực khiến khán giả bị đốn gục. Thời gian gần đây vì lịch trình công việc bận rộn nên Hòa Minh Di ít cho bé Bo lên sóng hơn. Điều này khiến người hâm mộ cảm thấy nhớ nhớ cậu bé và thường xuyên nhắc nữ ca sĩ cập nhật hình ảnh của con. Mới đây, giọng ca rời bỏ đã xả kho ảnh đi du lịch Đà Lạt của Bo khiến netizen thích thú. Trong loạt ảnh này, Hòa Minh Di ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất của con trai cưng. Dù chẳng cần phải tạo dáng quá chuyên nghiệp như mọi lần, nhưng bé Bo vẫn toát lên vẻ dễ cưng với gương mặt hiền lành, hai má bánh bao phúng phính. Người hâm mộ nhận xét bé Bo trộm vía ngày càng cao lớn, nhanh nhẹn và trông chững chạc hơn trước. Bé Bo được biết đến là một chàng trai ấm áp, sống tình cảm nên cậu bé rất yêu thích động vật. Khi được vào trang trại thỏ, Bo khiến khán giả lụi tim bởi những khoảnh khắc cậu bé ân cần vuốt ve cho thỏ ăn. Bên cạnh đó, dân tình còn dành lời khen cho cách mix đồ của Hòa Minh Di. Outfit của bé Bo lấy tông màu chủ đạo là nâu và be chuẩn style Đà Lạt. Cậu bé mặc một chiếc áo len to sụ và đôi boot cao cổ khiến khán giả liên tục thả tim vì như soái ca Hàn Quốc. Đáng chú ý, trong bộ ảnh này còn có sự xuất hiện của Đức Phúc và Eric. Tuy nhiên, với vẻ điển trai đáng yêu của Bo Thúi thì hai nam ca sĩ cũng phải lưu mờ. Mọi sự chú ý của khán giả đều va vào những biểu cảm, cử chỉ cân xỉu của bé Bo. Sau khi thông báo đường ai nấy đi với thiếu gia Minh Hải, Hòa Minh Di hiện đang là mẹ đơn thân. Nữ ca sĩ cho biết cô và bạn trai chưa đăng ký kết hôn, cô không đòi hỏi điều gì sau khi chia tay. Con chung của cả hai, bé Bo hơn 2 tuổi, tên thật Nguyễn Minh Thiên Ân, ở với mẹ. Để đi đến quyết định này là điều không hề dễ dàng với cả hai. Chúng tôi có định hướng cuộc sống khác nhau, cố gắng nhiều nhưng không đi đến tiếng nói chung và dành cho nhau lối đi riêng. Cả hai tôn trọng nhau nên mong chuyện này kết thúc một cách êm đẹp như cách chúng tôi yêu nhau. Chúc bố Bo có cuộc đời bình an vui vẻ cùng những sự lựa chọn của mình và hạnh phúc nếu gặp được người mới trong tương lai, giọng ca rời bỏ trải lòng. Hòa Minh Di cũng cho biết đợi khi nào tình hình dịch ổn định hơn sẽ đưa bé Bo sang Úc để thăm bố. Có thể thấy dù không còn đồng hành bên nhau nhưng Hòa Minh Di và bạn trai thiếu gia vẫn luôn dành mọi điều tốt nhất cho con trai chung.